Dạ, bánh của anh chị đây. Rồi, cảm ơn. Ủa? Dạ. Cho tôi hỏi cái là hình như là tôi đặt pizza lớn mà cái này nó hơi nhỏ. Ờ, dạ, cái này em cũng không biết nữa. Để em vô trong hỏi bếp thử nha. Ừ, được rồi, vô hỏi. Hình như cái này là lộn thiệt rồi đó em. Anh thấy rõ ràng anh đặt là cái size là size bự mà. Em thấy không? Nó nhỏ hơn bình thường không? Để coi người ta check xem sao đó ha. À, anh ơi, em hỏi bếp kỹ rồi. Pizza này là của anh á. Ủa? Sao kỳ vậy? Ủa nhưng mà hình như cái này hơi nhỏ hơn so với cái em đặt bình thường á anh. Dạ, em cũng không biết nữa. Ừ, thôi được rồi, anh đi vô đi. Ủa anh, có khi nào anh đặt lộn sai không vậy? Không, anh đặt đúng sai á. Thôi, ăn đi, em đói lắm rồi. Ăn đại đi anh ơi. Nè, anh này nè. Ba ơi, hả? Con đói. Con đói hả? Dạ. Nè, con ăn đi. Con ăn từ từ thôi, đừng em lớn tiếng. Người ta nghe đó. Dạ. Ba ơi, con khát nước. Con khát nước hả? Dạ. Đợi ba chút xíu nha. Dạ. Đưa cái nước cho em đỡ. Ờ, em phụ vụ. Dạ dạ. Lấy. Dạ dạ, có gì anh? Lấy ly nước này Coca. Dạ, dạ em lấy liền, lấy liền. Ê, hình như anh thấy cái quán này ở cao cao á. Sao sao gì? Em mắc nghẹn chết luôn này, không lo. Ba ơi, con mắc nghẹn quá. Đợi ba chút xíu. À, dạ dạ, con có chị ơi. Lâu quá vậy ta. Nước rồi, được rồi, cảm ơn. Được, uống đi. Sao rồi, đỡ chưa? Ổn chưa? Sao vậy? Ổn chưa? Gì vậy? Sao? Ủa gì vậy? Hả? Cái này lúc em uống chút sớm hả trơn rồi? Không, có khi tại vì em mắc nghẹn á. Rồi em uống một cái một là hết luôn. Em uống mà em không biết, em mới uống chút xíu à, chứ có đã khác nữa nè. Ủa kỳ á, hồi nãy em có nhìn ly nước mà vậy? Ê thì em khác quá, em uống một hơi thôi, nhìn cái gì? Kỳ ta. Cái kỳ á? Thôi kể đi. Ăn tiếp đi. Cái quán này nó lạ sao á. Thôi ngoan, ăn tiếp nha. Thôi kể đi. Ui. Em thấy cái bánh pizza bên đó sao tự nhiên nó bự hơn bên mình vậy? Anh nhớ là anh đặt cái size lớn nhất rồi. Mà bên kia nó bự hơn là sao ta? Bự hơn thì có sao kỳ vậy? Em ngồi yên đây nha. Anh qua hỏi cái. Anh trai. Hả? À, cho tôi hỏi cái nha. Bánh của anh là size gì vậy? À, size lợn, có gì không? À. À, không có gì, tôi hỏi thôi. Cảm ơn anh nha. Em bên đó sai lờ luôn. Ủa? Sao nhà hàng này làm ăn gì kỳ cục vậy? Vậy là cái tiệm này có vấn đề rồi. Đúng rồi. Tiền như nhau mà tại sao bên kia to, bên này nhỏ? Không được, anh làm lớn chuyện. Phục vụ đâu? Ra đây. À, dạ. Đi ra đây. Dạ. Anh kêu em vậy? Cho tôi hỏi coi. Tại sao tôi đặt bánh size L, bên kia cũng size L mà đó. Đó, tại sao người ta bự hơn tôi? Nói đi. Anh ơi, anh bình tĩnh anh trai ơi. Cái này em nghĩ là chắc do bếp họ làm nhầm á. Bếp cái gì mà bếp? Em nói thiệt nha, cái quán này làm ăn rất là kém chất lượng luôn. Anh nghĩ coi, cái ly nước mà em kêu nè, mới hút một ngụm thôi là hết giờ rồi là sao vậy? Thôi, khỏi. Bây giờ không nói nhiều nữa, kêu quản lý ra đi. Ờ à, anh ơi, anh chị ơi, anh chị thông cảm bỏ qua cho quán em nha anh chị. Khỏi, không có bỏ qua cái gì hết, quản lý đâu. Quản lý. À, dạ, tôi là quản lý đây, có chuyện gì vậy anh? Đúng rồi, cô quản lý đúng không? Cô xem đi, cái bánh pizza này có phải chuẩn size L bên cô chưa? Tôi đặt size L đó, mà cuối cùng đưa tôi ra như vậy là sao? Nước thì ít, cái này cũng ít. Cô buôn bán gian lận vậy hả? Dạ anh ơi, anh bình tĩnh, cái này chắc là nhầm lẫn. Anh chờ một xíu thôi, để em check lại cam với lại check lại bill. Ok, check đi check lại đi.
trời ơi, lên con buông con ra á, con buông con ra con. Ba ba con ờ đây là ai hả cô Vũ? Chị ơi chị, tại vì con em nó đói quá cho nên em mới làm như vậy. Hay quá ha, quán con làm ăn cái kiểu này hả, dẹp luôn đi. Dạ anh ơi, anh thông cảm giùm em. Toàn bộ cái ngày hôm nay á là tôi sẽ miễn phí hết, rồi tôi sẽ đền bù lại cho anh nha. Thôi khỏi, không cần, không bao giờ ghé lại quán nữa, đi về em. Ôi anh ơi. Đi em. Cậu thấy chưa cậu Vũ, hai cha con cậu phá như vậy đó, bây giờ khách bỏ đi hết rồi tôi còn buôn bán cái gì nữa. Chị ơi tôi xin lỗi chị nha, tại vì con em nó đói quá cho nên là em làm liều, chị tha thứ cho em lần này nha chị Giang. Bắt đầu từ bây giờ cậu bị sa thải, không cần tới đây làm việc nữa, đi đi. Chị Giang, chị Giang. Cô ơi cô tha cho ba con đi cô. Giờ mà cô đuổi ba con đi tội lắm á cô. Cô muốn con làm gì con cũng làm được á cô. Con thề với cô luôn cô. Đi nha cô. Chị Giang ơi chị Giang, chị mà đuổi em á, em biết tiền đâu mà em xây sở, em nuôi nhóc này luôn á chị, em cần công việc này lắm. Tôi nói thiệt với cậu nha, ai trong cái cuộc đời này cũng có hoàn cảnh, mà cậu lấy cái hoàn cảnh của cậu đem cắt xéo người ta như vậy. Ở đây là nơi kinh doanh của tôi chứ đâu phải là cái nơi từ thiện đâu. Chị Giang, tôi biết lỗi của tôi rồi, thực sự là tôi rất cần công việc này, chị cho tôi cơ hội làm lại nha chị, tôi hứa là tôi sẽ không tái phạm. Cô ơi, con năn nỉ cầu xin cô, cô cho con, cha con ở lại nha cô, đuổi việc đi thì cha con không biết sống đâu hết đó cô. Con đứng lên đi. Thôi được rồi, cô sẽ không đuổi việc ba con. Nè cậu Vũ. Dạ. Tôi không có đuổi việc anh, nhưng mà tất cả mọi chuyện ngày hôm nay tôi sẽ trừ vào lương của anh nha. Dạ dạ được, tôi chịu. Tôi cảm ơn chị Giang cho tôi cơ hội nha. Tôi hy vọng là từ nay hai cha con anh đừng có làm như vậy nữa. Tôi biết rồi, cảm ơn cô đi con. Con cảm ơn cô.